Mình là Lan Hương. Mọi người vẫn thường nói là Lan Hương bông. Đó, tại sao lại gọi là bông? Đó là vì mái tóc của mình vô cùng là bông. Đó. Tuy nhiên có một số phim thì tóc mình nó lại thẳng. Đó, thí dụ như là phim Nếp Nhà chẳng hạn, tóc rất thẳng và rất là mượt. Đó là vì lúc đó mình sử dụng cái công nghệ ép tóc. Các bạn biết không, mỗi một lần ép tóc thì nó rất là phải dùng rất là nhiều hóa chất và dùng một cái lượng nhiệt rất là cao, và nó cũng khiến cho cái mái tóc của mình nó tổn thương rất là mạnh đấy. Thế nhưng mà trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng thì các bạn lại thấy một cái mái tóc xù 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 như thế này. Nói chung với mái tóc của mình thì mình đã sử dụng rất là nhiều những cái cách thức để mà thay đổi. Thế nhưng mà muốn làm được như vậy, các bạn biết không, cần phải có một mái tóc khỏe mạnh. Tại sao mình lại nói thế? Bởi vì trong thời gian gần đây, cái mái tóc của mình nó yếu đi rất là nhiều, do là tuổi cao, đương nhiên là tóc phải bạc. Nó bạc thì bắt đầu sử dụng hóa chất. Hầu như bây giờ nhìn bạn bè nhiều khi nghĩ cũng thương, tức là cũng tuổi như mình thôi nhưng mà nhiều người đã hói hết cả cái đỉnh đầu này. Đó, nhìn là đã thấy da đầu trắng trắng rồi nâu nâu, do là gọi là dươm của thuốc nhuộm tóc. Đó, nhìn cũng rất là thương. Chính vì vậy mà mình quan trọng nhất trong việc kéo dài tuổi thanh xuân là mái tóc. Và mình rất thuộc cái câu của các cụ nói rằng cái răng cái tóc là góc con người. Đó. Sở dĩ tại sao hôm nay muốn chia sẻ với các bạn là những cái gì liên quan đến tóc, bởi như là một cái thói quen, khi mà Lan Hương có một cái sản phẩm gì tốt mà có thể phục vụ tốt cho sức khỏe, cho tuổi thanh xuân, cho vẻ đẹp, cho hạnh phúc của gia đình, cho cuộc sống. Lan Hương luôn luôn mong muốn được chia sẻ với mọi người để mọi người cùng biết và cùng với Lan Hương ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Đấy, bởi vậy hôm nay đến với quý vị khán giả là vì muốn mang đến cho quý vị một sản phẩm rất hay. Đó là sản phẩm dầu gội đầu Thanh Mộc Hương. Thanh Mộc Hương, đó. Đây này, nó đây. Đây. Nó đây. Khi Lan Hương dùng cái dầu Thanh Mộc Hương này thì cái mái tóc nó rất là khỏe. Giống như ông xã mình ấy, vì ông già là bị hói cho nên ông rất sợ là sẽ hói. Tóc anh ấy rất là mỏng, cái sợi tóc nó rất là mảnh. Nhưng khi dùng Thanh Mộc Hương vào nó chắc hẳn lại. Thế thì khi mà mình dùng đến cái Thanh Mộc Hương này thì thực sự là cái cảm giác nó như thế nào nhỉ? Nó ấm áp, nó quay lại được những cái kỷ niệm xưa, và cái mái tóc của mình nó chắc khỏe, nó giống kiểu ngày trước ấy. Khi dùng mình bắt đầu tìm hiểu là nó phải không được có chất phụ thuộc. Đó, những cái chất phụ gia. Đấy, nó không được có paraben. Đó, và không được có silicon, thì mình thấy ở trong này nó đảm bảo được ba cái tiêu chí mà mình gọi là cái hiểu biết sơ đẳng của mình thấy là như vậy, cho nên rất là yên tâm dùng. Chưa kể là cái dầu xả của cái Thanh Mộc Hương này đây các bạn ạ, và cái dầu xả của Thanh Mộc Hương thì nó có hương hoa nhài thoang thoảng, rất là dễ chịu, mát mẻ. Gội xong nó lưu lại một chút ở trên tóc của mình, rất là thích. Đó. Ở trong này mình đọc thì có rất là nhiều những cái thành phần, và nó có cả cái gọi là vitamin B5. Đó, đây là một loại vitamin mà rất là tốt cho tóc, khiến cho tóc đỡ rụng. Đó. Và có một cái hay nữa là cái sản phẩm này có thể dùng cho tất cả mọi lứa tuổi. Như ở nhà mình ấy, nếu mà hôm nào mà cháu nội nó ở nhà mà mẹ nó đi vắng thì bà cũng lấy ra gội cho nó luôn à. Không có sợ, không có là phải kiêng là dầu này của baby, dầu này của người lớn, không có. Cái này là dùng cho mọi lứa tuổi đều rất là ok. Đó. Chính vì thế mà mình rất là thích. Và còn một điều nữa mà mình luôn luôn nhắc nhở mọi người là chúng ta phải kiên nhẫn một chút. Dù là thuốc uống cũng thế, không phải ngày một ngày hai mà khỏi bệnh. Và riêng với dầu gội đầu mình gội cũng như vậy thôi các bạn ạ. Dù cho là các bạn có thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải gội được quãng khoảng 7-8 lần. Chứ không thể nào mà vừa mua một lần, hai lần đã bảo: "Ui chị Hương ơi, tôi cũng dùng rồi nhưng mà tôi chẳng thấy ăn thua gì." Cũng có rất là nhiều người, khá nhiều người nói với mình như vậy mà mình cũng không biết trả lời như thế nào. Mình chỉ muốn nói rằng phải rất là kiên nhẫn. Ví dụ như mình là dùng cả tháng rồi,
2 tháng rồi và đến bây giờ gia đình mình đã dùng thường xuyên rồi, mình mới dám chia sẻ với các bạn. Các bạn hiểu là như vậy. Thử dùng nhé các bạn.